sản phẩm siêu rẻ là đây. Với 280 triệu mà quý anh chị sở hữu được 30 mét. Sâu vào 50 mét có 100 mét đất ở lại, tặng cho quý anh chị một căn nhà nữa. Ngay giữa khu dân cư đông đúc, quý anh chị có thấy rẻ không ạ? Lô đất của chúng ta là nó thuộc huyện Chư Bờ Rông. Mặt đường liên thôn 30 mét. Đất bằng đẹp. Và cách sân bay thành phố Pleiku khoảng chừng 45 km ạ. Ra quốc lộ 14A thì khoảng chừng 12 km. Tiện ích trường trạm thì chỉ trong vòng là 700 mét thôi. Quý anh chị quan tâm đến cái sản phẩm này thì cứ liên hệ số điện thoại của em Nga. Thì em Nga sẽ cung cấp thêm thông tin. Quý anh chị nhớ bấm cho em Nga một lượt đăng ký kênh để quan tâm đến những sản phẩm mới sắp ra. Rẻ và đẹp ạ. Cảm ơn quý anh chị và hẹn lại quý anh chị ở video lần tới ạ.